còn cover luôn các bác, nhưng đẩy cover hay là cover 1090 đều sử dụng sò này nha. Mã là 281 là em đọc số đuôi á. Vâng, xin chào các bác nhé. Và đây là con Aquafire Pro 5 mới về. Đấy, con này về có hai cái chấm đỏ này thôi. Hay là miếng dán bên nước bên Nhật họ xài các bác. Họ để tới đây, có nghĩa là cái cử chỉ các bác. Đấy. Có Pro 5 rất là hay và cũng như rất là mạnh nha các bác, 1500W. 1500W của Aquafire thì nó không phải như những con đẩy bình thường đâu các bác, nó phải là những mấy con đại bình thường kia phải là 3-4 ngàn watt. 1500W của Aquafire nó khác rất là nhiều nha các bác. Khi các bác mình trải nghiệm qua nó khác rất là nhiều thôi. Bác nào đã xài con Pro 5 rồi có biết được lực đánh của nó rồi. Rất là mới nha, hàng mạng đấu về. Aquafire Pro 5 chạy 40 sò Toshiba. Máy mới long lanh nha, mới xuất sắc luôn á. Có nhìn ốc ác này. Em này giá 25.500.000 nha các bác, 25.500.000 đã bao gồm phí ship, hàng nội địa Nhật, điện 100V. Nhắc tới Pro 5 thì là dòng đẩy rất là hot của hãng Aquafire, đánh mọi dòng loa. Đối với boss thì quấn 2 cặp 601, 3 cặp 301 hoặc là chơi full 30. Đối với em này các bác chơi 2 full 30 luôn nha. Rất là mạnh, trang bị trạm loa cũng như là được tín hiệu đầu vào nó sẽ có 6 ly 3 lăng cái được. Đấy. Chân cảnh là còn nguyên nha các bác. Mẹ mới xuất sắc luôn. Các bác nhìn này, từ cạnh vách này. Những con này bây giờ đếm trên đầu ngón tay các bác, tại bây giờ trên cái trang đấu nó rất là hiếm. Phía trước là nút nguồn và hai cái đèn tia các bác, hai cái màn hình đèn tia nha. Hay là bốn cái cửa sổ, đấy, cửa sổ thoát hơi rất là mạnh mẽ. Các bác cần một con đẩy mạnh vừa nghe nhạc vừa hát karaoke ở phân khúc trên 20 thì lựa chọn ngay con Pro 5 để đáp ứng các bác một chất âm tuyệt vời. Bác nào lấy thì liên hệ cho em nha. Sau đây em mở cấu hình bên trong để các bác cùng xem độ đẹp của con này nha. Máy thì em bao riêng tuyệt đối nha, máy mạng Nhật về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Vâng, đây là cấu hình khủng bên trong của con Aquafire Pro 5. Các bác sẽ thấy được cái tăng phô. Em để đứng như vậy để các bác được xem được phía dưới luôn nha. Đây là hai cái tụ nguồn dập băng rất lớn. Tất cả là nguyên hết nha các bác. Đây, từ mỗi hàng này. Đây, phần rơ le này các bác, rơ le. Đây là rơ le chính điện nguồn nha. Rồi đây là phần sò. Nó sẽ chạy sò 20 con nghịch và 20 con thuận, có nghĩa là 20 con đen và 20 con xanh. Dòng 302 là 281 là dòng sò đình đám của hãng Toshiba, được sử dụng trên những con đẩy bởi vì dòng sò này cho ra tiếng bass rất là hay và được sử dụng trên những con cover luôn các bác, những đẩy cover hay là cover 1090 đều sử dụng sò này nha. Mã là 281 là em đọc số đuôi á, 302. Đấy, sò dòng sò của Toshiba rất là hay, 20 con màu xanh. Nguyên keo nha, tất cả nguyên zin hết. Đấy. 30 con đen và đối nghịch với nhau, và đây là bo mạch âm sắc nha các bác, bo mạch. Đấy. Mỗi bên nó đều có rơ le rất là lớn nhau, rơ le bảo vệ nha. Đấy. Rồi tiếp tục bên này, đây cũng vậy nha các bác. Đấy, bo mạch âm sắc. Rồi đi tiếp theo phía dưới thì cũng có 10 con xanh và 10 con vàng đen. Đấy, mét thì riêng tuyệt đối từ A tới Z nha các bác. Bác nào muốn sưu tầm những Aquafire cao cấp này thì liên hệ cho em nha. Giá là 25.500.000 bao gồm phí ship. Chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 300.000, còn 25.200.000. Chơi những con này thì các bác không cần phàn nào về công suất thôi, nó mạnh lắm các bác. Aquafire Pro 5 rất mạnh nha, và đánh giá rất là cao ở phân khúc. Anh Đức còn 3.600 VZ đấy các bác, anh Đức luôn nha.